doanh nhân kết đoàn. Dưới lá cờ đảng vinh quang, chúng xây cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, độc lập, tự do, nhờ công ơn Đảng, Bác Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, tên tôi là Ngô Thị Oanh, sinh năm 1964, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2004, hiện nay đang là Bí thư chi bộ Tổng dân phố Ứng thuộc Đảng bộ phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Đã 20 năm thực hiện lời thề dưới lá cờ Đảng, tôi luôn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, Hồng Tiến là quê hương giàu truyền thống cách mạng, tổ chức Đảng ra đời từ rất sớm. Đảng bộ Hồng Tiến, tiền thân là chi bộ xã Tiến Bộ, được thành lập năm 1947. Đến nay, trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ phường Hồng Tiến không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Với tổng số 738 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ, Đảng bộ luôn quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Đảng bộ nhiều năm được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Để góp phần vào thành công của Đảng bộ phường Hồng Tiến, có vai trò không nhỏ của chi bộ tổ dân phố Ứng. Tôi rất tự hào về chi bộ của mình. Chi bộ tổ dân phố Ứng được thành lập năm 1998, tách ra từ chi bộ thôn Ứng Diện Thành. Hiện nay chi bộ có 62 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 60 đồng chí, đảng viên dự bị 2 đồng chí, đảng viên được miễn sinh hoạt 11 đồng chí, đảng viên được tặng huy hiệu Đảng 30 đồng chí. Rất vinh dự có 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Thưa toàn thể hội thi, nhận thức rõ vai trò chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt. Trên cương vị là bí thư chi bộ, trước hết là một đảng viên, tôi luôn học tập rèn luyện tính tiên phong gương mẫu về mọi mặt, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong chi bộ cùng với ban chi ủy, học tập quán triệt nghiên cứu các chỉ thị nghị quyết của Đảng, học tập nghiên cứu các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Thành ủy Phổ Yên và Đảng ủy phường Hồng Tiến để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng chương trình hành động của chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong những năm qua, chi bộ tổ dân phố Ứng đã triển khai quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới của phường Hồng Tiến nói riêng và của thành phố Phổ Yên nói chung. Từ những kết quả đạt được, tổ dân phố Ứng đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, được Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên tặng giấy khen là khu dân cư có thành tích trong cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chi bộ nhiều năm được công nhận là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa toàn thể các đồng chí, đến với hội thi hôm nay, tôi mong muốn được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau cuộc thi này, tôi sẽ lan tỏa về mục đích, ý nghĩa và sự thành công của cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, để phát huy tốt truyền thống cách mạng và những thành tích đáng tự hào của quê hương, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, thực hiện tốt điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Hồng Tiến và thành phố Phổ Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi xin mang đến hội thi với thông điệp đoàn kết, dân chủ,
đổi mới và sáng tạo và phát triển.